알로? 알로? 고유가 오이 야바이 라지 한파나이 라지 비묘 라지 엠 뭐이 산냐 마 짱해요 마이 뜨도 대야 왕 꼬람 클립 저 엠 쌤 뭐이 마 코녀 The answer, 바오니. The answer, 라지. 허컹해요. 거의, 꼬람, 냥냥, 랜예. 엠, 랜, 쥬옹, 케이. 아, 오케이. 널 못 쥬냐. 자, 모이, 으어이. 주대, ngày hôm nay, 쿠아, 쥬타, 세, 라, 남뚜브. 아이, học, 젠, 얏, 쿵, 파이, 빗. Bởi vì giống như học sinh mình nói ban nãy, người Nhật nói rất nhiều mấy từ này, nhất là người trẻ. Vì vậy, các bạn nhỏ học thuộc và đem ra sử dụng đúng trong cách tình huống theo như clip này nhé. Thứ nhất, Ya bai! Ya bai! có nghĩa là nguy hiểm. やばい寝坊した やば Nhưng mà gần đây, やばい có nhiều ý nghĩa. Chính từ hầu hết có thể thay thế やばい ベトナム語の発音やばい今日やばい。これやばすぎ。あの子やばい。これやばい。Người trẻ ở Nhật Bản hay nói từ yabai, nhưng nếu nói yabai nhiều sẽ bị mọi người nói là người có vấn thứ vực ít. Cho nên là hãy chú ý nhé. Thứ hai, hanpanai. Hanpanai có nghĩa là tuyệt vời, subarashi, toka, sugoi, to, hômeru toki ni tsukau kotoba desu. Hanpa có nghĩa là bình thường hay là không hoàn hảo. Hanpa nai là khách nói khách của hanpa dewa nai. Cho nên là hanpa nai có nghĩa là tuyệt vời nha. Kino no sakka mita? Messi maji de hanpa nai. の勉強量半端ないね。ズンモリの動画半端ないよ。すぐ日本語覚えちゃう。 두바 미묘 히 컨테 너의 톱 바 금 컨테 너의 소 베 아이도 빅지 카이지도 준타 스즈 두 미묘 다짜티 니아 của từ bí mô có hơi kiểu cực một chút nhé. 私の彼氏性格はいいけど顔は微妙なんだよね。 N1 合格するか微妙だな。微妙。Thứ tư, yoyu. Yoyu có nghĩa là có dư sức. Từ này được sử dụng khi muốn nói dễ hay là không sao. Việt Nam ngữ とか余裕だし. こんなの余裕で持てるよ。Thứ năm, mecha. Mọi người đã nghe nhiều từ mecha, đúng không? Mecha có nghĩa là rất.
おーめっちゃおいしい、めっちゃ楽しい、あーめっちゃだるい、めっちゃ眠い、おーめっちゃかわいい。はい、デディ、chúng ta cùng xem hội thoại ngồi nhặt sử dụng như thế nào nhé. やばいやばい、あの人見て、めっちゃイケメンじゃない？本当だ、半端ないね。でもその横の人は微妙だね。確かに。ね、声かける？連絡先教えてくれるかな？余裕でしょう。絶対教えてくれるよ。行こう。明日、漢字のテストだね。全然勉強してない。やばいよ。俺、もう漢字1000個覚えたよ。もう余裕。マジで？半端ないね。俺も今日で1000個覚えられるかな？それは微妙でしょう。Em ơi, đã hiểu chưa? Em hiểu rõ rồi ạ. Cảm ơn cô. Ok. Mọi người có hiểu không? Năm từ vựng này được sử dụng với bạn bè. Đừng sử dụng từ này với cấp trên nhé.今日勉強した言葉を使って日本人の友達とたくさん話してみてください。ヘンガプライ、またねー。